Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vâng, thưa quý vị, đến tính đến sáng ngày hôm nay thì số người bị bệnh tại Mỹ và Covid-19 là gần 3 triệu 2 số người hồi phục là hơn 900.000 và số người chết đã lên 135.459 người. và ngày hôm qua thì coi như nước Mỹ lại lập một kỷ lục nữa là trong một ngày có 63.200 trường hợp mới bị bệnh. Đó là con số mới nhất liên quan đến Covid-19. Xin mời kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi. Như vậy là New York bây giờ là uh, vẫn đứng đầu 404.000 người. California là hơn 300.000 người. Texas bây giờ là lên hạng 3 thưa quý vị, 236.000. Florida 232, New Jersey bây giờ tụt xuống hạng 5 là 174. Illinois thì 150 tức là hạng 6 và Arizona 112 hạng 7. Quý vị nhìn quý vị thấy đó là có 3 cái tiểu bang Uh, Texas, Florida uh, và Arizona là ba cái tiểu bang mở cửa sớm là bây giờ có số tăng lên cao. Uh, California lên hạng nhì thì điều đó không ngạc nhiên bởi đây là tiểu bang đông dân và cũng bị cái vấn đề là uh, mở cửa lại luôn mặc dù mở cửa trễ hơn các tiểu bang khác. Nhưng mà nói chung là kể từ sau cái ngày um, gọi là Memorial Weekend và cộng thêm với cái ngày gọi là 4 Weekend vừa rồi nữa thành ra cái số người đi ra ngoài uh, hơi nhiều ờ, ừ, thành ra là số người bị bệnh nó tăng lên là điều cũng dễ hiểu thôi và với con số mà hơn 62.000 người thưa quý vị, trong một ngày đó thì đây là lần thứ nhì trong một tuần uh, mà nước Mỹ có cái số người đã bị bệnh kỷ lục như vậy trong vòng 24 giờ đồng hồ thì, uh, nghĩa là trong một ngày đó mà trên 60.000 thì đây là lần thứ nhì và um, trung bình đó ở 36 tiểu bang của Mỹ mỗi ngày số người bị bệnh tăng là 5% 36 tiểu bang cùng với thủ đô Washington DC tính tới ngày thứ năm Đó là theo cái số thống kê của Đại học John Hopkins University Số người chết thì coi như là cũng gia tăng ở một số nơi Một số nơi khác thì số người chết thì lại giảm Và như vậy là con số 63.247 người là ngày hôm qua tức là ngày thứ năm đó uh, là con số kỷ lục rồi uh, ở tại uh, hầu hết các cái tiểu bang ở miền Nam và miền Tây thì số người này là tăng lên trong vòng 24 giờ qua là đại đại, đại đa, số, đa số là các tiểu bang ở miền Nam và miền Tây uh, California, Florida, Texas như vậy là ba tiểu bang này không đó thưa quý vị hôm thứ ba vừa rồi á uh, ba tiểu bang này không là 30.400 trường hợp mới. Đó cũng theo cái uh, thống kê của Đại học John Hopkins University. Uh, và trong 7 ngày qua, trong 7 ngày qua, trung bình một ngày nước Mỹ có như vậy là 53.699 trường hợp uh, bị bệnh mới. Đó. Uh, như vậy là tăng 17.6% so với cách đây một tuần. Đó là cũng theo cái uh, thống kê của John Hopkins University. Ờ... Uh, như vậy là đây là con số đáng lo ngại. Um, trong khi đó thì uh, bác sĩ Anthony Fauci, cái người mà đứng đầu uh, cái uh, bệnh viện viện, viện truyền nhiễm, viện uh, bệnh truyền nhiễm đó thì cũng đã đưa cảnh cáo là nước Mỹ coi như là gần như hoàn toàn không kiểm soát được cái coronavirus này và có thể lên đến 100.000 người một ngày trong những ngày tới nếu mà không kiểm soát được căn bệnh ngày hôm qua ông nói rằng là cái số tăng nó là kinh khủng luôn và nó đi trung bình từ khoảng 20.000 một ngày lên tới 40.000 và bây giờ lên 50.000. Như vậy là tính ra là nó nó gấp đôi. Nếu mà tiếp tục gấp đôi như vậy, uh, 2 lần 50 sẽ là 100. Thêm SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play. Apple Store Roku hoặc Amazon